Nếu như trước đây, bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo xuất hiện chủ yếu ở nhóm người trên 60 tuổi, thì hiện nay tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi phải lọc máu chu kỳ chiếm tới trên 20%. Khoa cơ xương khớp tiết niệu và lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên hiện đang điều trị cho 240 bệnh nhân suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo. Trong đó có tới gần 60 bệnh nhân có tuổi đời dưới 40 tuổi, cá biệt có bệnh nhân 22 tuổi đã lọc máu 10 năm nay. Các bác sĩ cho biết suy thận mãn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và giới tính. Triệu chứng của bệnh suy thận thường mơ hồ, không có biểu hiện rõ ràng, dễ bị bỏ qua, nhất là những người trẻ có tâm lý chủ quan, lơ là, bỏ qua những biểu hiện bất thường của cơ thể. Bên cạnh đó, trước đây, nguyên nhân gây ra suy thận mãn chủ yếu do viêm cầu thận. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và một số bệnh tim mạch không được phát hiện và theo dõi sớm dẫn đến suy thận mãn ngày càng tăng lên. 6 tháng đến 1 năm một lần, tầm soát tất cả các bệnh, trong đấy có cả xét nghiệm nước tiểu. Ngoài ra thì các bệnh nhân có bệnh nền, có bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc một số bệnh tim mạch thì sẽ các bệnh nhân đấy sẽ được tầm soát suy thận sớm. Biện pháp đơn giản như thế sẽ phòng ngừa được những cái diễn biến của bệnh thận mạn.